con đi chơi về rồi à? Trời, mẹ xem nào. Sao mà quần áo con lại rách tê tua thế này hả? Con lại đi ra đánh nhau với chó nhà hàng xóm luôn, có đúng không? Ừ. Đi xuống đây, nhìn này. Hả? Mẹ bảo mấy lần rồi, khi nào mà mẹ rất thì mẹ mới cho xuống chơi thì được chứ. Đi ra ngoài đấy, mấy con chó cắn là rách hết cả quần áo còn đâu nữa. Đây này, con qua bên sau này xem nào. Trời ơi, rách hết rồi còn đâu nữa, chó cắn tan nát hết cả quần áo còn đâu nữa. Cứ chôn đi chơi thôi. Hôm trước trèo lên trên đấy này, bắt đầu là chó cắn mầm nó không xuống được. Bây giờ để cho nó cắn rách kê đua hết quần áo ra. Chán rồi, mẹ không muốn nói còn. Còn nữa, bây giờ có nghe lời mẹ nữa đâu. Đi chưa chắc làm á, quần áo chắc tan rách nát rồi. Đi xuống, đứng xuống. Mẹ chán không muốn nói nữa. Nói không nghe lời gì cả. Bây giờ mẹ nói con nghe rồi. Bây giờ con thích làm gì con làm đi, mẹ không muốn nói nữa. Thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi. Ca đi đâu mất rồi, mẹ nói chắc là ca buồn, ca hỏng hỏng rồi sao á. Ca buồn
mèo nên là mới bị đánh nhau với chó mới bị rách quần áo thôi, chứ mẹ không biết là ca chiều cây. Để theo cái nhau bé tớ cái mắt của áo. Thôi ca đừng buồn nữa nha. Ca đừng buồn, mẹ con đỡ mèo đánh ca ngủ nha. Từ nãy giờ ca vào đây ca nằm mà ca buồn ca không ngủ. Để em đi nha. Con này con sang bên phòng con lấy một bộ quần áo mới cho ca để mẹ thay nha. Nha. Lấy cho ca một bộ. Te tua mẹ lại cứ tưởng là ca trèo cây à, quên ca đánh nhau với chó để cho hắn cào rách áo à. Mẹ trách nhầm ca hả, con buồn hả? Thôi nha, mẹ xin lỗi ca nha. May mà em về em nói mẹ mới biết á, không mẹ trách nhầm ca rồi. Mẹ xin lỗi ca nha, con đừng buồn nha, đừng giận mẹ này nha. Rồi để mẹ thay quần áo khác cho con nha. Con ngồi xuống đi. Nè, ta bổ con nè. Ê, mẹ mua cho ca nhớ. Nó nhỏ thì bé, nghĩa là ca buồn ngủ đấy. Mẹ thay quần áo xong cho ca để ca đi ngủ nè. Ba nhà ca đi ngủ. Thế, để rồi con nằm đi. Nằm đi đây, để mẹ kéo đuôi ở đây nha. Rồi con nằm con ôm ca ca nha. Đây, ca lên đây nằm đi. Rồi, đầu cho ca ca ngủ này. Chắc là ca ca buồn ngủ rồi đó. Vuốt nhẹ nhẹ thôi nha. Cái bộ này chắc là vứt thôi chứ cần sẽ tan rách nát thế này rồi cần. Con ôm mà ca ngủ đấy. Con ru ca ngủ nha. Mẹ mang quần áo của ca ra đây.